Phương Nguyên và Quang Duy xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024, chương trình có các nội dung nào đáng chú ý, chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây. 4 tháng đầu năm 2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp cho trên 1 triệu người có công với cách mạng với kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng. Đoàn công tác thành phố Cần Thơ đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị của hai nước. Bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh hoạt động trở lại. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những tháng đầu năm 2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp cho trên 1 triệu người có công với cách mạng với kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng số đối tượng đã nhận trợ cấp qua tài khoản là 291.428 người, chiếm gần 68% tổng số đối tượng có tài khoản và bằng 27,6% tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tổng số kinh phí đã thực hiện chi trả qua tài khoản từ tháng 1 đến hết tháng 3 vừa qua là trên 1.809 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm nay đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 bằng Tổ quốc ghi công, cấp lại 3.581 bằng Tổ quốc ghi công, cấp trích lục 44 hồ sơ liệt sĩ, tra cứu 3.420 bộ hồ sơ. Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang xây dựng dự thảo nghị định, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 5 này. Hôm qua, Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành bia kỷ niệm nhà in giải phóng tại ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp từng là địa điểm hoạt động của tổ in ấn giấy sáp mang tên nhà in Nguyễn Văn Giỏi thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cần Thơ. Nhiệm vụ lúc bấy giờ là in tờ báo tranh đấu, tài liệu học tập, tài liệu binh vận, các loại truyền đơn để cổ vũ cho phong trào hành động cách mạng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đến năm 1961, nhà in được đổi tên thành nhà in Giải phóng. Công trình bia kỷ niệm nhà in Giải phóng nhằm ghi nhận công lao của đơn vị in ấn do Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cần Thơ thành lập. Địa điểm này nhằm nhắc nhớ cho các thế hệ kế thừa trong ngành in về truyền thống ý thức tự lực tự cường trong mọi hoàn cảnh, phấn đấu vươn lên và phát triển nghề in. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-1975, nhà xuất bản Trẻ đã phát hành bộ sách gồm 6 tác phẩm về Điện Biên Phủ. 6 tác phẩm gồm Điện Biên Phủ qua băng đỏ, Điện Biên Phủ thời gian và không gian, Thắng Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ nhớ lại để suy ngẫm, Điện Biên Phủ những trang vàng lịch sử, 4 năm sau và những trang viết về Điện Biên. 6 quyển sách được giới thiệu trong đợt này của các tác giả khá đa dạng về thể loại, đó là tiểu thuyết, thư từ, nhật ký, bài viết, ghi chép lịch sử. Do những trang viết khó quên về thời gian gian khó nhưng oai hùng sẽ được giới thiệu đến bạn đọc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành thiên sử vàng chói lọi, tạo tiền đề để tiến tới đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Cho đến hôm nay, dư âm hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vang dội trong lòng mỗi người dân Việt Nam với niềm tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát triển đất nước trong thời bình. Đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình giao lưu với chủ đề Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiên hùng ca sáng mãi do Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức hôm qua. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cuộc hội ngộ của những người lính Cụ Hồ, từng anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ nơi miền Tây Bắc. Từng qua mình vào khí thế tiến công thần tốc của chiến dịch Hồ Chí Minh ở vùng sông nước Cửu Long. Những câu chuyện của họ phần nào tái hiện lại một thời cả nước ra trận, làm sâu sắc hơn những mốc son trong lịch sử dân tộc, để thế hệ hôm nay trân quý thêm giá trị của hòa bình. Trong lòng em rất là xúc động khi mà được nghe các bác cựu chiến binh kể về cái hành trình của các bác khi mà tham gia vào chiến trường chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu này. Và trong lòng em luôn thôi thúc một điều rằng là em phải cố gắng hơn nữa, cố gắng rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với cái nỗ lực
xứng đáng với những hy sinh của anh cha ta ngày trước. Ngày hôm nay bản thân rất vinh dự khi được tham gia buổi giao lưu gặp gỡ các nhân chứng sống lịch sử của cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì qua nghe câu chuyện được các chú, các bác, các anh kể lại những cái cuộc kháng chiến hào hùng của lịch sử thì bản thân rất là trân quý và rất là biết ơn cái công lao to lớn đó. Và trong thời gian tới thì bản thân sẽ xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập để cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, các chiến sĩ thanh niên xung phong năm nào đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng họ vẫn giữ mãi ngọn lửa cách mạng, tiếp tục cống hiến cho đất nước theo cách riêng của mình, giáo dục thế hệ trẻ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thế hệ này không còn thì thế hệ khác nối tiếp, thì mong mỏi các thế hệ phải làm sao noi gương đó, những người lãnh tụ thiên tài của đất nước mình, làm sao xứng đáng là một tuổi trẻ thanh niên đó, có nghị lực và có quyết tâm để trưởng thành đó là người lãnh đạo của đất nước đó. Mong mỏi các anh các cháu phải làm như thế nào đó là giữ gìn Tổ quốc đất nước mình, phải có một cái độc lập tự do hạnh phúc mãi mãi. Tri ân các cái anh hùng liệt sĩ, tri ân những người có công với nước, và đồng thời cũng nhằm để giáo dục cái truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cũng như của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của chúng ta, để cho các cái thế hệ cựu chiến binh hôm nay, mà đặc biệt là các thế hệ trẻ và học sinh sinh viên biết về cái sự hy sinh to lớn của ông cha của chúng ta, để các em có cái tiếp tục cái học tập rèn luyện xứng đáng sau này để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta phồn vinh hạnh phúc. 70 năm nhìn lại, ý nghĩa lịch sử tầm dốc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là bài học vô giá, còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thưa quý vị, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5, đoàn công tác thành phố Cần Thơ do đồng chí Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Mục đích chính của đoàn nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương có ký kết bản ghi nhớ hợp tác là thành phố Sáng Đầu, tỉnh Quảng Đông, mời gọi hợp tác đầu tư thương mại, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phương thức vận hành một số mô hình kinh tế khu công nghiệp công nghệ cao tại Trung Quốc. Ngày đầu của chuyến công tác, đoàn đã gặp và làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại thành phố Quảng Châu. Tại đây, hai bên đã cùng nhau trao đổi về những tiềm năng, cơ hội hợp tác. Đặc biệt, đoàn đã làm việc với các đơn vị có liên quan đến việc mở đường bay trực tiếp Cần Thơ-Quảng Châu. Đối tác Trung Quốc ghi nhận, đánh giá cao vị trí tiềm năng phát triển của Cần Thơ, rất phù hợp để mở đường bay kết nối. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, hiện hãng bay China Southern vẫn còn nhiều khó khăn, nên khó có thể nhanh chóng để mở đường bay mới. Tham gia đoàn công tác lần này còn có một số doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hợp tác sang thị trường Trung Quốc hoặc có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc để mở rộng giao thương. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Trung Quốc khoảng 140 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản và nông sản chế biến, may mặc, lông vũ. Kim ngạch nhập khẩu là 68 triệu 780 ngàn đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y, hóa chất, vải và một số mặt hàng khác. Ngày 7 tháng 5, tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Diệp phối hợp với Hội ngành hàng sen Đồng Tháp tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô sen đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Đây là một trong chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024.
Thị trường Nhật Bản được đánh giá là khó tính, các tiêu chuẩn rất khắt khe. Qua nhiều lần đàm phán và gửi mẫu, công ty cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt đã ký kết được đơn hàng xuất khẩu củ sen đông lạnh sang Nhật Bản theo công nghệ IQF, cùng với lô hàng xuất khẩu tại buổi lễ công bố khoảng 15 tấn trị giá gần 1 tỷ đồng. Dự kiến trong năm nay, công ty sẽ xuất khẩu thêm sang đối tác Nhật Bản khoảng 8 container với giá trị đơn hàng gần 7 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu được thu mua từ Đồng Tháp và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội ngành hàng sen Đồng Tháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt, sen ở Việt Nam có thể trồng quanh năm, năng suất từ 5 đến 7 tấn một vụ, tương đương 4 tháng. Trong khi đó, tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên của Trung Quốc chỉ trồng được một vụ vào mùa hè. Thị trường Nhật Bản cần khoảng 100.000 tấn củ sen mỗi năm, trong khi Trung Quốc cần 2 triệu tấn mỗi năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé máy bay trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay đã bao gồm thuế phí của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Và sau khi lý giải một số nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng cao thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục mở hộp thư để tiếp nhận thông tin, tài liệu xác thực đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Cùng với việc triển khai kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng bay, nhằm nhanh chóng làm rõ, kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm Cục Hàng không đề nghị. Các cá nhân tổ chức khách hàng mua vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định qua hộp thư, phản ánh giá vé a.caa.gov.vn. Thông tin phản ánh ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hành trình vé, giá vé, hình ảnh hóa đơn chứng từ, biên lai chuyển tiền. Sau khi liên tục thay đổi các quyết định liên quan đến hoạt động của bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh, đến hôm qua, bến phà này mới chính thức hoạt động trở lại sau khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều. Nguyên nhân xảy ra vụ việc này như thế nào và hoạt động của bến phà trong những ngày tới sẽ ra sao là điều dư luận đang quan tâm. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi được tại bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh vào chiều ngày 6 tháng 5. Do bến tạm ngưng hoạt động sau một ngày được gia hạn tạm thời nên hành khách gặp khó khăn trong đi lại. Một số thì quay đầu xe đi theo hướng cầu Cần Thơ qua thị xã Bình Minh. Số còn lại vẫn kiên nhẫn chờ phà hoạt động trở lại. Đi qua Bình Minh thì bây giờ đi cầu, nhưng mà tôi lớn tuổi rồi thì cũng không thể nào mà đi được. Đó, thành thử ra đi lên cầu Cần Thơ tôi có đi hết một lần. Gió đồ này kia rất là sợ. Con học ở bên Bình Minh nhưng mà con qua đây con mua sách vở. Nhưng mà xong cái lúc đi thì có đò, nhưng mà giờ bị mắc kẹt ở đây không có về được. Nhờ con đứng đây con đợi khi nào có đò về con mới về được. Dạ, đi cộng thôi thì sẽ không đủ điện. Đến 10 giờ sáng nay 7 tháng 5, bến phà Cần Thơ, thị xã Bình Minh được phép hoạt động trở lại sau khi nhận được công văn số 1876 của Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều. Như vậy, chỉ trong 4 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 5, đã có tới 4 lần thay đổi quyết định liên quan đến hoạt động của bến phà này. Vì sao? Trong hai lần gia hạn đó thì Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cũng có văn bản là đề nghị là chủ bến phải liên hệ với phòng quản lý thị để cung cấp hồ sơ. Tuy nhiên phòng quản lý thị cũng có mời lên làm việc và cũng có ghi nhận biên bản và cũng hướng dẫn cụ thể là cần bổ sung những cái thủ tục pháp lý như thế nào, thì chủ bến cũng cam kết là về để gà lại bổ sung. Tuy nhiên qua thời gian vừa qua thì chủ bến cũng chưa cung cấp được các hồ sơ pháp lý có liên quan đến cái việc mà mở bến khách ngang sông tại vị trí nêu trên. Em mong cho mấy cơ quan nhà nước đó cũng như gắng hỗ trợ cho em giấy tờ đang cho em phục vụ cho mấy người dân là đi, cũng như người ta cũng khó khăn đó, mà trong khi đó tàu què em đã đóng là 3-4 chiếc. Chính vì chưa bổ sung đầy đủ các thủ tục mở bến nên bến phà chưa được cấp phép trở lại. Trước mắt, quận chỉ cho phép hoạt động tạm để vận chuyển hành khách đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong thời gian từ đây đến trước ngày 30 tháng 6, thì chúng tôi yêu cầu là đơn vị chủ bến là phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo cầu để đảm bảo các cái điều kiện xem xét là gia hạn thời gian hoạt động hoặc là công bố bến cho cái đơn vị chủ bến. Và trong thời gian này đó thì để tạo cái điều kiện thuận lợi đưa đón người dân giữa hai bên bờ Bình Minh và Cần Thơ, thì chúng tôi cũng phối hợp với bên phía Bình Minh thì rà soát lại, thì bến bờ Bình Minh đưa qua Cần Thơ thì cái thời gian hoạt động cũng đến ngày 30 tháng 6,
năm 2004 thì cũng hết thời gian. Do đó chúng tôi cũng yêu cầu là hai đơn vị phối hợp và tổ chức đưa đón đối lưu giữa hai bên cho nó thuận lợi. Cũng theo ngành chức năng, từ nay đến ngày 30 tháng 6, chủ bến sẽ phải hoàn tất các thủ tục pháp lý để được cấp phép mới. Còn người dân qua lại bến phà hàng ngày, chỉ mong trong 2 tháng tới, việc đi lại của họ sẽ không bị ảnh hưởng như những ngày qua. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định giao Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức cuộc thi Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024. Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 tổ chức trên quy mô toàn quốc. Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống làm việc ở nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm dự thi phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên, những nỗ lực trong cuộc chiến chống thiên tai, dịch bệnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, những vấn đề của cuộc sống đương đại, những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng về cuộc sống và các nội dung khác hướng đến giá trị chân thiện mỹ. Khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài bảo tồn và phát huy di sản Việt Nam. Ảnh dự thi gồm 2 thể loại, hiện thực và ý tưởng, không chấp nhận ảnh do trí tuệ nhân tạo AI thực hiện. Tác phẩm được sáng tác từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, với nét đẹp độc đáo, khu di tích lịch sử Giang Gừa đã trở thành điểm tham quan ấn tượng tại vùng đất Tây Đô. Giang Gừa tồn tại với diện tích khoảng 2.700 m². Vào ngày 13 tháng 6 năm 2013, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Giang Gừa là cây di sản Việt Nam và cũng là cây di sản đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Khu di tích lịch sử Giang Gừa thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Theo các bậc cao niên, trước đây nơi này là vùng ẩm thấp, cây gừa mọc tự nhiên, sau đó phát triển thành một dàn lớn với nhiều nhánh đan xen chằng chịt, tạo thành một dàn gừa khổng lồ. Toàn bộ cái ở đây là do phù sa cái sông Hậu nó bù đắp không à. Bởi ở đây khi bà con đã lên bờ đó là những gốc cây nó tuốt ở dưới, tới giờ còn những gốc cây cổ thụ. Hồi đó ở đây là gần không à. Thời tiết tôi thì ông bà tổ tiên thì giao cho ông quản lý từ Pháp cho tới thời Mỹ rồi tới ông chết thôi. Giờ thì tới tụi tôi. Thì bởi vì đất thì của ông bà tổ tiên khai quang lập nghiệp. Nói chung là lúc đó thì nó hơi nhỏ hơn. Nhưng mà sau này nó bò ra từ từ, đất chung quanh thì của con cháu. Đó, rồi bị bom bay ông phá cho nên không ấy là giờ qua là không chừng mấy chục công rồi đó. Có chồng gì đây hồi năm 79 thì nó nhỏ hả? Nó chừng phần vậy đó, rồi từ từ nó mới lớn ra. À, hồi xưa thì nghe ba cô nói tự nhiên, rồi sau này mình khi mình vô khu di tích đó, mình phải chăm sóc lại. Thành phố Cần Thơ mà được cái cây vậy là quý lắm, đây nhìn nó quá đẹp. Lần đầu khi đến đây, nhiều khách tham quan không khỏi ngỡ ngàng trước một dàn gừa nguyên sinh vững chãi, mà trên thân cây còn in hằng vết tích chiến tranh với những vết đứt, vết loang lỗ do bom đạn. Tuy nhiên, những nhánh gừa ấy vẫn đâm chồi tươi tốt. Ở đây, mọi người sẽ cảm nhận được sự yên bình và tận hưởng được không gian mát mẻ trong lành. Đối với tôi, nơi này rất tuyệt vời. Ở Úc tôi cũng biết đến cây gừa, nhưng không giống như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một dàn gừa như thế. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bè của tôi về nơi này. Khi được giới thiệu di tích lịch sử Giang Gừa nói riêng cũng như các di tích lịch sử văn hóa huyện Phong Điền nói chung đến với mọi người thì em có một cảm xúc đó là lòng tự hào. Tự hào đó chính là được tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của ông cha ta và tự hào đã đưa di tích gần hơn đến với khách tham quan. Hiện nay, khu di tích lịch sử Giang Gừa được con cháu họ Nguyễn và nhân dân trong vùng tiếp tục gìn giữ và bảo vệ. Tháng 4 năm 2013, khu di tích lịch sử Giang Gừa đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Khách tham quan đến đây không chỉ ngắm nhìn sự tươi tốt của cây di sản đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, mà hơn hết là nghe kể về những câu chuyện của quá trình mở đất, giữ làng, giúp mọi người càng trân quý hơn đối với nơi này. Quý khán giả
giả thân mến, Điệu Giọng Phương Nam là chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống lần thứ nhất năm 2024 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ thực hiện, vừa diễn ra vào cuối tuần qua tại công viên Bến Ninh Kiều. Nhằm phát huy và gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca, giọng cổ, cải lương, đờn ca tài tử, chương trình sẽ được biểu diễn định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy hàng tuần để phục vụ người dân và du khách khi đến với Cần Thơ. Những giai điệu truyền thống ngọt ngào vang lên trên bến Ninh Kiều thơ mộng về đêm. Điệu lý dân ca qua cảnh hò Cần Thơ, ca múa, quà tấu, nhạc cụ được ca sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn thành phố tham gia biểu diễn. Văn hóa, cảnh sắc và con người Nam Bộ, vẻ đẹp quê hương đất nước hiện lên lung linh qua từng điệu hò, lời ru. Tạo được sân chơi, giải trí cho du khách, ngoài ra còn đem cái nghệ thuật truyền thống đến với du khách, kênh gọi là giới thiệu cái nghệ thuật truyền thống của Cần Thơ đến với du khách tham quan khắp nơi. Được tham gia một cái chương trình mang cái tính truyền thống như vậy á, thì em cảm thấy là bản thân mình được trao dồi học hỏi nhiều hơn và được hiểu nhiều hơn về những làn điệu dân ca của dân tộc mình. Tham quan Ninh Kiều về đêm, những du khách này được đắm mình trong không gian âm nhạc truyền thống, điệu giọng phương Nam sâu lắng. Hoạt động này rất là hữu ích cho mọi người, kiểu như cuối tuần là mọi người sẽ thư giãn, khơi gợi được cái niềm yêu quê hương đất nước của mình á. Hôm nay có dịp đến Cần Thơ được xem chương trình biểu diễn ở đây, em cảm thấy rất là thích. Trước kia thì em cũng có nghe một chút về hò điệu lý rồi, nhưng mà nghe ở đây thì em cảm thấy rất là thích ạ. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được diễn ra định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy hàng tuần tại Bến Ninh Kiều. Luân phiên trình diễn đờn ca tài tử, giọng cổ, cải lương, dân ca và ca múa tổng hợp nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Nam Bộ, tạo sân chơi giao lưu nghệ thuật, biểu diễn phục vụ người dân và du khách tham quan Cần Thơ về đêm. Quý vị thân mến, thời gian qua, tuổi trẻ Cần Thơ đã khẳng định vai trò xung kích phát huy sáng kiến để mạnh hoạt động cải cách hành chính ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Và qua các hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân đã góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện, thân thiện, nhiệt tình và trách nhiệm. Gần 3 tháng nay, mỗi ngày tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ luôn có lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Em hỗ trợ người dân xem số thứ tự người ta tên như thế nào, rồi mình kêu tên họ, tìm lý lịch trả kết quả cho người ta. Thì họ làm thủ tục như mong muốn thì họ vui thì mình cũng vui lây. Em mới qua đây cũng lần đầu tiên á, thấy trải nghiệm lần đầu thấy nó cũng khá tốt. Có mấy bạn hướng dẫn nhiệt tình chu đáo, thấy tự tin hơn đi làm, thấy mình không có bị áp lực gì hết trơn á. Tại quyền cờ đỏ, tổ chức đoàn duy trì các đội hình thanh niên hỗ trợ tại bộ phận một cửa ở tất cả 10 xã thị trấn. Ngoài tận tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ, các bạn trẻ đồng thời tuyên truyền, vận động người dân sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục hành chính công mức độ 3 và 4. Ngoài cái nạp thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho người dân là tự nạp để khi mà sau khi nạp thủ tục xong thì bà con cũng có thể tự mình để mà nạp được cái hồ sơ trực tuyến. Mô hình thì tiếp tục duy trì để mà hỗ trợ cho người dân là ngày càng được thuận lợi hơn để mà triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn của xã. Coi như đoàn viên ở đây là cũng nhiệt tình hỗ trợ. Trước mắt là cũng như bữa nay là tôi làm cái khai sinh cho cháu nội tôi thì không lâu, chỉ trong vòng chút xíu là khoảng chừng 10 phút, 15 phút thì đã hoàn thành cái hồ sơ trực tuyến là ở trên là gửi qua bên tư pháp để, bởi vì chúng tôi là người dân tộc thì đa số ít có biết chữ nghĩa, mà nói về cái trực tuyến đổi số thì nó gặp khó nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay tôi mới được chứng kiến thì rõ ràng đoàn viên thanh niên là hỗ trợ chúng tôi đấy để làm được gì, tôi rất mừng. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã thành lập 36 đội hình và 26 nhóm tình nguyện viên tuyên truyền chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến với gần 3.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tuổi trẻ các đơn vị địa phương đã hỗ trợ gần 4.000 người dân và nhiều doanh nghiệp đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sự tham gia góp sức của các bạn vào cái chuyển đổi số cộng đồng
Cụ thể đó là 83 xã phường thị trấn đều có các bạn đoàn viên thanh niên để tham gia trực tiếp vào cái đội chuyển đổi số cộng đồng, vận động tuyên truyền cho bà con nhân dân để tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Trong thời gian tới thì xác lập ra các cái mục tiêu mang tính chất dài hơi và gắn vào đó là các cái chương trình cụ thể như là chương trình phát triển thanh niên của thành phố để hoàn thành góp sức, hoàn thành trong cái nhiệm vụ chính trị của thành phố. Với sức trẻ, sự năng động sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, Tuổi Trẻ Cần Thơ đã và đang thể hiện vai trò xung kích tình nguyện trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng thành phố năng động và ngày càng phát triển. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.